Ui, ô, xin. Sao người nghịch thế nhở? Và hang mẫu gặp Harry Maguire.
chơi đua không chị ơi? Lan núi được luôn mà. Úi đấu nhỉ? Không đều, ai nhầm một đều, sau đó lượt về sẽ hòa hai đều, sau đó sẽ bước vào loạt luân lưu và adop. Cái hiệp phụ sẽ là ba hạng Việt Nam. Việt Nam thắng cái gì? Việt Nam thắng cái gì? Đúng. Bắt tay kìa. Trên đường đi mua vé xem Việt Nam đánh bại Thái Lan hay không. Let's go. See. Cửa B6 này. Đấy là tiền của mình nhá. Đã mua xong vé. Cả những gì cần làm tiếp theo là đến xem Việt Nam thắng Thái Lan hay không. Ai không? Ai không cho ai? Đương nhiên cho Việt Nam rồi. Được. Xe thôi. Chào bác. Cùng anh bạn Lý Dương Linh đi mua áo ủng hộ đội tuyển Việt Nam thắng 2-0. Let's go. Ai để sao? Để sao? Dương Linh thấy cửa hàng này uy tín không? Ông có thể đi vào được không? Không ạ. À. Đi vào đi. Yeah.
sàng cho Trường Linh. Được. Trường Linh say hello đi. Hello. See you đi. Không bạn. See you đi. Không bạn. Come on. No. Just one see you. No. See you. No. See you. Không. See you. Siêu đi cho anh em vui. Không bạn. Có. Không. Siêu đi. Siêu. Cảm giác của bạn khi được ngồi số 27? Sướng đấy. Sướng. Thank you.
thoải mái thật đấy. Buồn không? Buồn không Dương Linh? Chắc buồn. Ăn phở vẫn thấy ngon. Hả? Anh em nhỉ? Đi. Không vui nên ăn phở vẫn thấy ngon.